Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Nhà TV. Hello, lại là Nhà TV đây, lại là Nhà Am đây, lại là Nga đây. Oh my god. Oh jeez, oh my god. Hôm nay chúng mình sẽ làm một số kiểu bây giờ dịch bệnh đang hoành hành cũng khá là căng ấy, thế nên là các bạn hẳn là sẽ muốn tìm những cái địa chỉ mà ship đồ ăn tươi về tận nhà đúng không? Thế là một hôm trời nắng chẳng hạn mình lười nấu ăn ấy, thì mình có thể mình muốn gọi các nơi ship đồ ăn đến ấy, mà kiểu là ship đồ ăn tươi cơ, mà là kiểu đến kiểu đặt đến đâu thì mới làm đến đấy ấy, chứ không phải là kiểu họ làm theo công nghiệp, họ làm kiểu rất là nhiều rồi mới đến với mình. Thì đây mình hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một địa chỉ lần đầu mình mới đặt thôi, mình không biết là như thế nào, nhưng mà mình nghe nói là kiểu đồ ăn khá là tươi ấy. Mình hôm nay mình đã đặt 3 món, là món khai vị, món chính và món tráng miệng. Ở đây mình có đặt là ở chú Ba. Instagram và Facebook là chú Ba Eat. Đây không phải quảng cáo nha các bạn, mà chỉ là mình muốn trải nghiệm thôi. Mình muốn thử đặt xem là đồ ăn tươi kiểu làm và ăn luôn đến tay nó thế nào nha. Thế này mình đặt khá là lâu ấy, kiểu sáng là mình đặt tầm, các bạn nên đặt trước một tiếng nhá, một tiếng hoặc là tốt nhất là đặt từ đêm hôm trước để các bạn ấy lập đơn, các bạn ấy làm trước ấy, các bạn ấy xét đơn cho mình sớm thì mình sẽ có đồ ăn nhanh. Còn nếu mà các bạn đặt hơi sát giờ ấy thì sẽ phải đợi hơi lâu, đợi tầm khoảng nửa tiếng đến một tiếng thì mới có đồ ăn, bởi vì là cái lúc mà mình đặt order ấy thì người ta mới bắt đầu làm. Nhất là chúng mình đầu tiên mình sẽ ăn món khai vị và món salad. Đây là món salad cá hồi. Salad cá hồi này đây, cho các bạn xem. Đây là ngoài đời. Đây là ngoài đời. Đây hình ảnh trên mạng. Đầu tiên mình sẽ ăn món salad. Đây salad cá hồi này các bạn. Salad cá hồi này mình mua là 165k một hộp như thế này nha. Mình thấy trong này có rau xà lách, khoai tây, cá hồi, cà chua bi, dưa chuột và một hộp xốp như thế này. À thêm rau mầm, đúng không? Rau mầm, có cả rau mầm nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem thế nào nha. Ăn salad healthy. Xốp sẽ cho các bạn một gói giấy, túi giấy ăn như thế này. Có giấy này, có tăm này, có đũa và có thìa nhé. Lại là cái chiếc đũa nhân phẩm. Ui sợ quá phải ban nó thôi. À được rồi. Rồi, mình ăn thôi, bắt đầu ăn nha. Đầu tiên mình sẽ trộn cái sốt này lên. Đây, cho các bạn xem nhé. Đây là sốt gì ta? Nó chua chua kiểu giấm, giấm với nước tương với cả dầu mè. Đó, cho lên salad như thế này. Đây, thế này này, các bạn dưới đây salad nha, để ăn nha. Ở đây họ sử dụng hộp giấy rất là thân thiện với môi trường. Đó, mình trộn lên. Ui, mình thích ăn khoai lang lắm. Ui, cá hồi này. Wow, cá hồi được cắt thành lát miếng. Ở trên có ít tiêu. Không biết là đã tẩm gia vị chưa. Mình trộn lên ăn thử xem nha. Đây mình sẽ ăn mặt của rau xà lách này. Một miếng gồm rau xà lách, cá hồi. Cá hồi đã lên trên như này. Rồi là dưa chuột, chua bi, rồi khoai lang. Khoai lang mềm quá. Khoai lang mềm cực. Có ít rau mầm. Ôi, mình chưa ăn rau mầm bao giờ á. Ok. Tết đây. Các bạn nhìn thấy không? Hiểu kiểu gì? Chắc. Cá hồi được tẩm ướp rồi các bạn ạ.
Wow, cá hồi rất là mềm, rất là tươi nha. Wow, đúng là vừa mới làm xong, đặt ăn luôn là có thật. Cực kỳ tươi và cực kỳ kiểu thanh mát ấy. Wow, ăn cùng với khoai lang có một chút bùi bùi cá hồi này, rồi là rau xà lách này, rồi dưa chuột này, rau mầm này, cà chua bi này, rất là nhiều loại rau. Kiểu tổng thể nó hài hòa ấy, vừa có rau vừa có chất đạm, vừa có tinh bột nữa. Mình nghĩ bạn nào đang giảm cân á thì đặt một suất như thế này là ăn hợp lý lắm rồi ấy. Ngon lắm. Mùa hè này ăn một miếng salad như này thổi bay cái nắng mùa hè luôn. Ngon quá. Tiếp theo mình sẽ ăn món mặn, món chính của ngày hôm nay, đó là món mì udon sốt cua biển. Hình như là ở bên trong được bọc gói bạc này. Ở bên trong là mì với cua, còn trứng thì các bạn sẽ đập ở ngoài nha. Đây, để trứng một bên thì mình đập vào mì sau. Mình bóc cái này ra nha. Unboxing. Wow, trông có vẻ xinh quá à. Wow, đây có cả logo nữa nè, rất là xinh, hình chữ lợn. Mình rất thích các món ăn mà được bọc trong giấy bạc như này, sẽ cảm giác là ăn nó sạch sẽ và nó nóng hổi hơn là mình cho vào hộp nhựa, hộp giấy các thứ nhé. Ta-da! Mì cua! Mì cua! Là mình nhớ đến... Ôi, nó hơi bị lệch sang bên bởi vì là chắc do vận chuyển hoặc là do sự ngao ngáo của mình, nó bị lệch sang bên rồi. Ta-da! Mình đã có mì cua và trứng lòng đào rồi đây. Như các bạn nhìn thấy, mì cua. Ở trong này có rất là nhiều thịt cua. Ủa các bạn ơi, cũng có trứng nữa. Mình thích trứng cua lắm các bạn. Yeah. Trứng lòng đào nè các bạn ơi. Các bạn thấy không? Ôi ngon các bạn. Mình trộn đều lòng đào trứng lên. Mì cua. Ăn xem thế nào nha. Mì cua đông sợ tao đùng luôn này. Sốt cua ngậy béo cùng với trứng lòng đào mà nói chung là khá vừa ăn. Mình thích ăn mì dai thế nên là kiểu mình thấy khá là vừa ăn. Còn nếu bạn nào thích mì nhũ kiểu mềm mềm hơn một chút đấy thì nên quay lò vi sóng ăn bằng salad kia thanh thanh sau ăn mì udon vào. Hương vị của biển cả. Ôi, mình muốn ra biển bơi quá. Mày bị điên à? Cuối cùng là kem hoa nhài các bạn ơi. Kem cháo hoa nhài. Một hộp như thế này là 110.000 nha. Kem hoa nhài. Kem trà nhài sữa. Thơm lắm. Mình ăn thử xem nha. Ồ, kem không bị chảy mọi người ạ. Mình đặt về từ nửa tiếng đến giờ rồi mà không bị chảy. Không bị chảy quá nhiều luôn. Wow. Wow. Đây không phải kem bình thường đâu các bạn. Đây là kem kiểu như là kem cheese ấy, kiểu kem trong bánh ấy, chứ không phải là kem bình thường đâu á. Oh my god. Wow. Không ạ. Đây là mình ăn lớp bên ngoài, đây lớp bên trong. Ở bên trong rồi kem lạnh hơn rồi. Còn mình ăn lớp bên ngoài ấy, cái lớp mà bông bông bên ngoài này. Khi mà ship về đã hơi lâu á, kiểu nó hơi tan ra ấy thì nó như là
kem bánh luôn ấy, kem bánh cheesecake ấy. Bác nào mà muốn đặt về cho con ăn ấy thì nên để ở ngoài ấy, để nó chảy ra ấy. Rồi là cái lớp ở bên ngoài ấy, nó sẽ đỡ lạnh hơn lớp bên trong. Và ăn nó kiểu bông bông như là kem bánh kem ấy. Rồi, đã là càng ngon thêm. Theo cái khẩu vị của mình, 7 điểm. Mình thích kiểu kem vị sô-cô-la thôi. Thế nên là chấm kem này 7 điểm nhé. Ngoài ra ở đây còn rất nhiều món ngon, cả món ăn với cơm, cả món ăn vặt, ăn sáng đủ loại, đồ chay các kiểu nữa cơ. Rất tiện lợi, cơ mà giá thành hơi cao ấy. Thế nên lợi lúc nào hết đỗ mèo khỉ thì chúng mình hẵng đặt ăn nhé. Nếu các bạn thích các video của chúng mình, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Nhàm TV nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.